Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn Du Lịch nhé. Bây giờ là 28 Tết, mình đang có mặt ở bên chợ hoa Trần Xuân Soạn, quận 7. Hôm nay qua đây quay chia sẻ giá hoa Tết, giới thiệu đến cô chú anh bạn cùng đón xem nhé. Xem bữa nay gần Tết rồi có gì thay đổi không. Giờ đến đây thấy mọi người đi mua hoa quá trời này. Hoa mai rất đẹp nha cả nhà. Bên con đường bán hoa mai, hoa cúc, khách mua cái mai đẹp. Cây này nhiêu tiền anh? À, 900 ngàn này. Cây này đẹp này. Cây mai 900 ngàn, gần Tết là giá rẻ. À, cao nhé cả nhà. Hoa đỏ rồi. À, đây chị gái mua cái mai này nhiêu đó chị? Cái mai này nhiêu đó? Cô bán hàng này. Cây này nhiêu đó chị? Nói ra cô ấy để lộ bí mật. À, 600 ngàn. Có gì đâu, bán thì mình quay lên cho mọi người biết giá cả thôi, ai đến mua thì mua. Em quay hả? Dạ. Em đi mua và mua hỏi. Không không. Em quay YouTube ạ. À, đẹp quá trời, quay. Đây mình chắc ở quận 7 hay ở quận mấy rồi đến đây mua đó. Thì ở quận 7 gần đây mà. Dạ. Quận 7 gần đây mà. Dạ, thấy chị mua cái mai 600 ngàn đẹp đó. Cảm ơn em. Dạ. Đẹp là mừng. Mỗi người khen đẹp là rất mừng. Dạ. Ở đây quá trời mai này. Đây cây này nhiêu đó chị? Cây này 600 à, 600 à. Mai này của mình ở Bến Tre hả? Ở Bình Lợi, Bình Chánh. Bình Lợi, Bình Chánh. Dạ, mai Bình Lợi. Dạ. Khách đang mua cây mai để 1.6 triệu, để trả giá 1.6 triệu. Hai cây á? 2 cây 1.6 hả anh? Hai cây to mà trả 1.6 triệu. Dạ. Đó, 2 cây to mà 1.6 triệu cả nhà. Mai bữa nay rẻ này. Anh cứ đọc rồi chỉ đường Lâm Văn Bền, đầu đường Lâm Văn Bền Trần Xuân Soạn. Đúng rồi, đây là đầu đường Lâm Văn Bền Trần Xuân Soạn. Ai có đi mua mai thì mình cứ ghé đây mua này. Ở gần khu vực này thì ghé đây. Năm nào em cũng mua này. Anh Phong chạy trong lớn anh bán. 2 cây 1.6 triệu. Đây ra em chở về luôn, em không dám mướn luôn á. Đó. Em bán giá hết giá cho chị rồi. Lấy cây chị ra đây nào. Khách là mua 2 cây 1.6 triệu. Cây này nở hết rồi cả nhà. Alo. 1.8 triệu mới bán. Lâm Văn Bền á, đang sẵn cái đường. Thấy giá cũng rẻ đó cả nhà. Cây mai to đùng mà 2 cây có 1.8 triệu à. Đẹp đó chị, mua được đó. Thấy ở cái khu này khách mua nhiều này cả nhà. Toàn mai không. Đây là khách đã đông lượng. Cái cây mai này thì bao nhiêu tiền cây anh? 800. Dạ. Mai này cũng ở Bình Lợi, Bình Chánh hả? Bình Lợi, Bình Chánh. Dạ. Quá trời luôn này. Ai đi mua mai không? Mai này bông bữa trời là bông đẹp. Ờ, bông đẹp. Cái này to hơn, chắc là mắc hơn hả không? Dạ, cũng xe xe ra, 700 hơn nào có bắt đấy không? Ờ, cái bông nở đẹp. Bông này bông 18 hơn. Dạ. Mai đẹp. Ai có đi mua mai thì ghé đây mua ủng hộ nha. Em cảm ơn nha. Đây cái chợ hoa mai đây ngay đầu đường Lâm Văn Bền và đường Trần Xuân Soạn các nhà. Ngay góc đèn xanh đèn đỏ luôn này. Đó, tiệm mắt kính
bên này hoa mai nhỏ, bán theo chậu. Đây mình bán một chậu này nhiêu đó chị? Một chậu mai thì bao nhiêu tiền đó? Như cây này thì bao nhiêu chị? Đó. Đây 350, đây 250 này. Còn bên đây 200.000 nhé cả nhà. Hoa mai thấy đẹp này, mình mua là có cái chậu luôn đó, mang về sẵn trưng bày thôi. Rất nhiều hoa mai. Em cảm ơn chị nhá. Ai có đi mua thì mình đến đây chọn nhá. Bên đây hoa mai to này. Cái nào cũng to đẹp. Chị, cái này nhiêu tiền đó chị? Dạ, cái này 12 triệu. 12 triệu, đó, cái mai to. Còn cây ngoài này thì bao nhiêu chị? Dạ, 12 triệu. Hai cây này đều 12 triệu hết cả nhà. To đùng luôn. Đây là toàn mai to không à? Rất đẹp này. Đây mấy cái nụ này sắp bung rồi, sắp nở hoa rồi. Còn đây cây mai này thấy nở hết rồi. Bên đây hoa cúc, hoa mai. Cái này như một chậu đây em. Dạ 150 một cặp. 150 một cặp. $150 một cặp nha cả nhà. Cái này cũng 150 luôn hả? Cái này có 100 à. À cái này 100 một cặp. Thấy hoa rất đẹp. Tiếp tục qua đây quay mai. Cây mai rồi đó. Anh mua cây đó nhiêu tiền rồi anh? 7 à, 2 cây luôn hả? 1 cây à, 1 cây chưa 7 đó. Cái cây ngoài này đây nè. Bằng giá rồi à, bằng giá 7. Ở đây chưa giá, bằng giá chưa 7 hết. Mấy trăm là mấy trăm? À, 500. Mấy cây nhỏ là 500. Chiêu 7 đó cả nhà. Đẹp. Có đủ rất đẹp này. Có trọng luôn.
28 rồi, mọi người đi mua hoa mai khá là nhiều. Hoa mai đẹp, 500 ngàn một cây khu này. Khách mua một cặp là 900 ngàn, cây 500. Mấy cái đó chịu bảy hết hả anh? Dạ. À. Nguyên dàn này chịu bảy hết. Đó, à, nguyên dàn chịu bảy hết đó. Dạ. Ủa, cái nào hoa cũng nở đẹp này. Ừ. Có chậu luôn. Sếp đi giao cho khách luôn cả nhà. Này đi giao cho khách cơ hả em? Mua. À, chú đó mua. Không có chỗ để. Chắc là chú mua về bán lại đó cả nhà. Có tiền chưa? Có tiền rồi chưa? Để cho cái nguyên một xe ba gác để đi bán lại. Đây là cái mai nhỏ. Mai nhỏ là nhiêu tiền cây đó chị? Cái này bao nhiêu cây đó? 250 ngàn một cây. Hai cây chỉ có 250 ngàn thôi nha cả nhà. Mấy cây nhỏ này này. Đây là hoa. Hoa đẹp. Hoa này mình bán bao nhiêu tiền một cặp hả cô? 150. Dạ, 150 ngàn. Quá trời này. Ai có mua hoa thì ghé đây mua nhé. Bên đây là hoa. Bên kia mai. Trên này thấy là khá nhiều hoa. Cái
bữa da xanh bữa chân bao ngọt 35 ngàn ký cô bác ơi. Đây mình bán bao nhiêu tiền một cặp hoa này anh? 100 ngàn một cặp đó. Thấy đây bán 100 ngàn một cặp này. Thấy giá rẻ đó. Dạ. Rồi em cảm ơn nhá. Ai có đi mua thì ghé đây mua. Đây là thấy rẻ đó. Sổ để về Mỹ hả? À? Sổ để về Mỹ hả anh? Đúng rồi, về Mỹ ở Dường Ngang nói thôi. Dạ. Bán ghế đi từ sớm rồi, mệt quá. Thì về ăn Tết thôi. Dạ. Để chở bắt không. Bên đây mấy cây tắc này. Hoa mai rồi tắc. Chú cho anh hỏi cái tắc này bao nhiêu tiền cây đó chú? Cái nhỏ thì 300, bự 350. Dạ, như cây mình đang tỉa đó thì bao nhiêu? 300. 300 ngàn. Nó nhỏ rồi. Dạ. Thế cây tắc này nhỏ, trưng ở cái bàm đẹp này. Đó, thấy ở đẹp. Dưới lên mới đẹp rồi thấy không? Dạ. Nè, thấy con đặt con thân luôn nè. Nó đặt đẹp đó. Vâng. Thấy đẹp đó. Dạ. Đặt thân luôn nè. Chắc thì chứng đó à. 300 rồi chứ. Không được 300, 300, 300 ngàn bự, 350, cái này 300 à. Năm nay nông dân cũng khốn khốn, chằn lắm á. Vật liệu nó lên nó không có số, vật tư công nghiệp nó lên nó không có số. Nó lên được nó lên luôn. Kết cái đó 300 ngàn đó các nhà. Thầy cái giống tùy thích, vì cái kiểu là tùy sở thích mọi người chứ không hỏi đó được. Cây đó là quả sai chiếu luôn. Nó không vấn đề bên cái này. Dạ. Mấy cây ngoài này 350. 350. Mai của chú luôn hả? Ờ, mai của nhà luôn. Cây này bao nhiêu đó chú? À, cái này là 3 triệu rưỡi. Đó, 3 triệu rưỡi. Có nguyên cái chậu luôn này. Cái chậu. Cái ngoài cũng 3 triệu rưỡi hả? Cái ngoài cũng 3 triệu rưỡi luôn. Dạ. Yeah. Hai cây to giống nhau, cây kia nó cao hơn một xíu. Cây này thì nó xòe to hơn. Cái này nó thấp nhưng mà nó xòe. Dạ. Yeah. Cây cành chồi cứng. Chú mấy cái này hoa mình ở đâu lên đây? Ở Chợ Lách Bến Tre. Dạ. Yeah. Mua luôn á. Dạ. Yeah. Bởi vì năm nay lá thương lái không có để đến vườn nhà vườn mua. Vâng. Nên nó vừa mua buộc ai cũng có lên gom lên đây gom đây bán này rất rẻ. Dạ. Chi phí nặng dữ lắm. Vâng. Mỗi đợt có kiếm chi phí có 4 mấy 5 triệu á, chị ghe gì đâu. Dạ. Mình nhờ công nhà rồi bán đỡ cho mướn người ta đi về, mỗi gói một kiếm đi cũng được 5 triệu người. Vâng. Bây giờ mình mướn người nhà mình ví dụ 2 người 2 lô thì cũng té được 10 triệu dạ. Đỡ. Chứ còn mỗi cái mà mình mỗi cái mỗi mướn hết rồi thì thua luôn. Vâng. Nó khổ từ đồng quê tới thành thị.
Mấy cây 350 đẹp này. Cái cây kia có hai cái trụ nó chổng lên đẹp, hai cái đòn. Cái này đẹp, ngoài này đẹp này. Mình dinh lên vậy là mới thấy nó đẹp. Đâu chú Dân nghe cháu chụp cho tấm hình cơ nào, đẹp không? Đây đây đây, quay lại đây cơ nào. Đó. Rồi ok, đẹp đó, cái đó đẹp. Cái đó 350 đó cả nhà. Bị nó nặng quá đó. Vâng. Rồi tại nó có hai cái đọt cái chổng cây quả lên đẹp kìa. Rồi cháu cảm ơn chú nha. Rồi. Bên đây à, hoa. Để giải lên kia quá trời người bán đồ đó thầy. Hoa mai nhiều. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Ai có đi mua hoa thì ghé chợ hoa Trần Xuân Soạn quận 7 mua nhé. Đây rất nhiều hoa luôn.